Ngon con? Dạ ngon. Cơm của má hai nấu là thú vách. Ngon vậy ăn nhiều nhiều vô nghe không? Dạ. Ngon phải không? Dạ. Ăn nhiều nghe không? Con á, mà ở đây một tuần chắc con lên mười mấy ký luôn á má hai. Tình hình này kéo dài chắc bán nhà. Ủa thứ hai, sao mà bán nhà vậy? Mình nói chuyện đi đâu ở vậy? Vô chùa ở. Không ta? Ông muốn ăn đi ngồi thừ ra đó nói gì vậy trời? Ăn qua ăn lại có mấy món, ăn hoài, ăn riết, quá cũ. Vậy chứ giờ ông muốn ăn gì? Gì cũng được. Gì cũng được. Miệng thì nói cái gì cũng được. Mà tôi mua cái món gì về ông cũng chê hết trơn á là sao? Trời ơi trời. Cục muối hay gì, muối hay gì mặn dữ vậy? Sao mà ăn được? Muối ơi, này muối à. Mặn đâu mặn? Ngon quá chừng luôn mà mặn chỗ nào trời? Bà Lích. Dạ. Bà ăn mà thấy cơm canh sao? Con thấy ngon mà. Trời ơi, má hai nấu là ngon hơn là tía con ở nhà bệnh nấu. Tía con nhà bệnh nấu ăn giỏi lắm. Đó, nghe nó nói không? Ông á là có phước lắm luôn á mà không biết hưởng. Mai có đồng minh rồi. Ừ, đúng rồi á, tôi có đồng minh. Chứ thằng Bảy Cò với thằng Tám Tàng mà ở nhà là nó theo phe ông à. Chứ đâu dám theo phe tôi. Vì nó sợ cường quyền. Bảy Lít đâu sợ. Ừ, theo phe tôi á. Dạ đúng rồi. Con á, từ nhỏ lớn sinh ra con là sống theo lẽ phải à. Cái nào ngon nó ngon, còn nào dở nó dở. Còn ai không ăn kệ người ta, đúng không? Ờ. Dạ. Nhiều vô con. Dạ. Ăn rồi. Ăn rồi, muốn ăn gì á mà hài nói cho con ăn. Dạ, con không ngại đâu. Mấy người không biết thưởng thức cho người ta nhịn đi. Cậu đi đâu hả? Vô ngủ, cho bà với ông Ba Lít ăn cho nó ngon miệng. Ôi rồi bộ để bụng đói ngủ luôn hả? Thôi, đừng quan tâm tới tôi nữa. Chết cũng được nữa.